Lời nói đầu tiên xin chúc ông bà cô bác và các bạn được nhiều sức khỏe. Hôm nay mình có mặt tại cánh đồng Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi đi các bạn. Hôm nay mình vô nhà bà và vợ ông và vợ mình để săn bắt giăng lưới các kiểu để kiếm có gì ghi hình lại cho các bạn xem nha. Mình thấy ở đây là người ta nuôi vịt tụ rất là nhiều các bạn ơi. Nè, vịt quá trời vịt luôn. Vịt đẻ không các bạn. Kêu kêu quá trời nhiều luôn. Mình đi vô rồi gần tới nhà bà và vợ mình đó các bạn. Đó là nhà bà và vợ mình đó. Để mình đi vô coi bữa nay chắc sáng ông bà vợ với bà vợ mình có giăng lưới được gì vậy nha. Rồi mình kêu biểu nhà bà và vợ mình cho các bạn xem nha. Cánh đồng nước nổi ở Vĩnh Hưng nha các bạn. Đây, mình tới khu vực của mẹ mình rồi. Đây, ở trong nhà là nhà của mẹ mình nha các bạn. Để mình đi kêu biêu vòng vườn rồi của mẹ vợ mình cho các bạn xem nha. Có ao cá đâu nè, vừa đó là vừa mấy chục năm rồi nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, đây là cái ao cá của mẹ mình các bạn. Một bên ấy thì xả lúa rồi nè các bạn, còn một bên ấy thì còn nước nổi nhiều quá, bên đây làm như nước sâu hơn á, người ta chưa xả lúa các bạn ơi. Nhà mẹ mình có trồng một hàng tre rất là đẹp nha các bạn. Rồi mình tới nhà mẹ mình đấy các bạn ơi. Đây là toàn cảnh khu vực nhà của mẹ vợ mình nha các bạn. Cha mẹ mình mới đi giăng lưới vô các bạn ơi. Để coi thế mình. Chào cả nhà ơi trai. Chào mình mới đi thăm lưới vô nè, buổi sáng mình mới vô các bạn. Ở giờ mình không có quay khúc mình giăng lưới chút xíu á, mình ăn cơm xong rồi mình đi giăng, mình quay trực tiếp lên cho các bạn xem luôn nha. Nè, mới vừa quay được giăng được mấy con các bạn ơi. Chứ sáng đâu nghe cha mình nói là đi đổ đục á, trên đổ đục các bạn được mới cá lóc cá chê nè, trong phòng này nè đó. Quá trời nhiều luôn, cá cũng to to ngon ngon không các bạn ơi. Ở vùng quê mình là mùa nước nổi là mình đi giăng lưới cá rồi mình kiếm ăn chứ mình bán mình kiếm tiền xài các bạn, chứ vùng này giờ đâu có làm gì đâu, hết mùa ruộng rồi là không, rồi nhờ mùa nước nổi nè mình đi bán giăng lưới kim cá bán để có thu nhập hàng ngày, cơm gạo cá được rau cải rồi các bạn. Ở cha mình đang vũ lưới, đang vũ lưới là đang chút xíu cha con mình đi dăng tiếp, đi gỡ lưới xong rồi ăn cơm rồi đi nghe các bạn. Các bạn theo cha con mình hồi đi thăm lưới dăng lưới kiếm ít cá về đang ăn nghe các bạn ơi, nhiều thì mình bán, ít thì mình ăn. Mình mới vô tới thì mẹ mình đã nấu cơm đồ xong rồi các bạn. Bữa nay là mẹ mình nấu cá lóc, nấu bánh bầu, cá kho,
dưa đã khô quá các bạn. Rồi vườn quê mình thì có nhiều đó thôi các bạn ơi. Nếu các bạn xem clip này thấy hay, các bạn cho mình một like và một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ và bình luận nha các bạn. Rồi xin mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Xin mời tất cả ăn cơm nha các bạn. Mời cả nhà ăn cơm đi. Rồi xin mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình nghe cả nhà. Chống xuồng đi ra đánh lưới nha các bạn. Kinh ruộng giờ mình phải chống xuồng đi các bạn ơi. Đi lên cái biển đi. Cái lưới mình còn có người ta lưới này các bạn. Lưới này là lưới bao nghe không? Mình kéo đi vòng 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 đó mình rút lưới lên từ từ các bạn. Rồi cá nó mới gom lại nó sẵn vô lưới dính. Bữa nay trời cũng khá là nắng mà thêm gió nữa. Gió cũng mạnh. Trên biển thì có sóng nhấp nhô nhấp nhô. Gió cũng mạnh lắm các bạn ơi. Xa đằng kia cũng có chú gì đang văng lưới đặng á. Chú không chỉ mình lại đang đổi văng á gì. Đó sẽ có cá nhiều hơn. Đây là nhà của bác Tám mình á các bạn. Bác Tám mình là em của anh của ông vợ mình. Trời dưới biển. Coi giăng lưới đâu bác Tám ơi. Con vô sáng. Mình vô tới nhà rồi đó các bạn. Mình cho các bạn xem là cá nè. Nó dính nẹo chân luôn các bạn ơi. Đây hồi mẹ mình gửi cá coi cái dắt lưới đầu tiên coi được nhiêu nha các bạn. Dắt lưới đầu tiên coi được nhiêu á thì mình cho các bạn xem nha. Rồi chút xíu đó mình gửi xong rồi mình đi kéo con dắt nữa nha các bạn. Thì cha mình giống mình bắt đầu chuẩn bị gỡ lưới, vụ lưới gỡ lưới. Nhưng mà giăng miếng là miếng bẫy đó. Nhưng mà không dám à.
giặt lưới đầu tiên mình có 1 kg cá rồi các bạn ơi. Cái sạch, sạch cái rô. Tiếp tục là hai cha con mình đi thăm giác, đánh giác thứ hai nha các bạn. Giác này đó là được đủ ăn cá, ăn cá làm khô rồi đó, mình là mình kết thúc clip luôn nha các bạn. Giờ tiếp tục để đánh giác thứ hai. Bắt đầu cha mình bữa lưới giác thứ hai nha các bạn. Nhóm lưới lại là các bạn gom lưới lại nè. Gió quá mình không thấy cá nó giật đại lưới, có sóng sóng đó các bạn, không thấy giật đại lưới. Rồi nhâm lưới lên các bạn ơi, chút xíu nữa là kéo lưới lên thử có thành quả mình cho các bạn. Ta giác thứ hai nha, giác hai mình thấy ít hơn chuyến đầu các bạn, giác này thấy ít cá hơn. Các bạn xem clip nhớ ủng hộ hai cho con mình nha các bạn, cho một kênh đăng ký kênh, một like và chia sẻ. Nhâm lại gần hết lưới các bạn ơi, gom thao lại gần hết lưới. Đây có cái cùng một nè, nó gom lại, đây là lúc sẵn lưới đó các bạn. Xíu lưới nữa là hết này các bạn ơi, đang gom lại. Cá lóc hồi nãy nó nhảy còn dính không? Cá lóc dính không cha? Cá lóc
rửa rửa cái cho sạch sạch đi. Để dạo cho sạch sạch đi. Cũng gì cũng khá khá các bạn ơi, nhưng mà không bằng hồi nãy nha. Nè, cũng đỡ đỡ chứ không bằng hồi nãy các bạn. Cũng có lý. Rồi, cho con mình này vô rồi trả cá tiếp thôi. Cũng nhiều mà không bằng cái cá trước nha các bạn. Rồi đã vô chút xíu mình gãi cái không rồi mình quay về các bạn xem nha. Rồi mình vô tới nhà rồi các bạn ơi. Hiền đã cập bến rồi. Lên gãi cá thôi. Giá cái thứ hai mình vô tới bờ các bạn ơi. Mình đang chuẩn bị giỏ cá. Ở thuốc cái sở xong mình quay cái thành quả cho các bạn coi giá này nha các bạn. Coi được nhiều bằng giá trước hay không. Cũng nhiều quá. Cái này cá là nó ở cái vùng. Cha mình với mẹ mình đã gỡ lưới xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình coi quay lại thành quả cho các bạn xem nha. Tổng kết quả, tổng thành quả sáng giờ của cha mình đặt lợp văng lưới nha các bạn. Đây. Các bạn ơi, coi cả 2 kg ngoài 3 kg cá các bạn ơi. Với mẹ anh mặn rồi mới đang làm khô nè. Dương được cá gô cũng được mới nè các bạn. Đây, cá gô này là cha mình đặt thăm lú nha các bạn. Đó, cá gô cũng được mới. Cũng bộn, cá gô của ta to hoặc không. Quá đây quá ngon. Nè các bạn. Đây là cái thành quả mà sáng giờ cha đi thăm lợp với dặn lưới luôn nha các bạn. Thăm lưới thì cỡ được 2 kg mấy cá sạc vừa có sạc cá rô các bạn ơi. Còn cá lóc này nữa nè, cá lóc với lươn luôn nha các bạn. Nè. Ê. Con được mới cá lóc cho mình nên đặt lợp đó các bạn với con lươn. Cả ký á. Clip mình cũng dài các bạn. Mình xin kết thúc clip tại đây nha. Xin hẹn gặp lại các bạn clip sau. Xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt cha.